Rất là nhiều anh em đi dream muốn nâng cấp ánh sáng, nhưng anh em không thích lắp zin, anh em thích chơi bi độ thì bên em cung cấp cho anh em full chóa, full option luôn anh em nhé. Bi độ 1.5 vòng 3D này. Đây là mặt sau bên em làm này. Đó, anh em có thể thấy này, rất là sạch sẽ. Bi độ 1.5 này thì là đối với những các cái pha đèn của dream ấy. Pha đèn của dream thì cái chóa của nó rất là nhỏ, chỉ độ được bi 1.5 là đẹp nhất rồi anh em nhé. Đó, anh em mua hàng bên em thì sẽ có bao gồm một bộ dây mạch gele này. Đó, dây mạch gele này. Đó để anh em xài và một bộ dây nguồn. Ok chưa? Một bộ dây nguồn để anh em đấu điện nhé. Và trong cái video này em sẽ hướng dẫn cho anh em chi tiết cách lắp đó, đấu nối dây điện lên xe. Ok chưa? Gói gọn chỉ trong một video thôi. Cái chiếc dream này là cái chiếc xe dream đầu lồi thì nó không phải là đầu bằng, nhưng mà đây là em chỉ làm hướng dẫn. Đó, các màu dây của nó thì đều là xe dream thì các màu dây của nó sẽ giống nhau anh em nhé. Và đây là cơ trưởng Lê Mạnh. Đấy, sẽ trực tiếp hướng dẫn cho anh em. Ok chưa? Và sau đây em sẽ hướng dẫn luôn cho anh em chi tiết cách lắp hoàn thiện cái bộ mạch. Đấy, lên xe dream như nào nhé. Đấy, em quay vào đây. Và một bộ dây nguồn dài như này để anh em câu từ bình ắc quy đi lên. Trước tiên anh em câu cho em cái dây có cái cầu chì nhá. Trước tiên anh em câu cho em cái dây có cầu chì. Đấy, vào dương bình ắc quy này. Đấy, vào dương bình ắc quy này. Đấy, bên em bấm cốt kiếc đầy đủ hết, anh em chỉ cần cài vào đây là xong. Đấy, đây là cái video mẫu. Đây là video mẫu để em làm, em hướng dẫn cho anh em nên em bắt tạm như này. Được chưa? Và dây còn lại dây xanh anh em cắm cho em vào cái mát của bình nhá. Đấy, anh em gài cho em vào mát của bình. Đấy. Đấy, ok chưa? Và anh em luồn cho em. Anh em luồn gọn cho em này. Đấy, luồn gọn lên đây. Đi lên đầu đèn như này. Anh em luồn gọn cho em đi lên đầu đèn như này. Đấy, và cái bộ mạch dơ le như này thì là bên em đã bấm rắc cốt như này. Đấy, cái anh em nhìn nhá. Anh em nhìn cái dây xanh này, dây xanh và dây vàng này. Nó tương tự với dây pha của đèn và dây cốt của đèn nhá. Anh em cắm cho em vào chi tiết như này nhá. Dây xanh này. Dây xanh anh em cắm vào cái rắc trắng ở trên xe nhé. Rắc trắng ở trên xe như này. Rắc trắng ở trên xe như này. Và rắc còn lại là dây vàng. Đấy, dây còn lại là dây vàng. Anh em cắm cho em vào dây xanh. Tương tự với cả pha trên xe nhé. Pha trên xe anh em cắm chặt vào cho em nhé. Đây video mẫu này em cắm nó chưa được chắc lắm đâu. Đấy, còn rắc, cái rắc mà anh em vừa luồn lên nó sẽ là cái dây nguồn này. Rắc hai dây này. Anh em cắm trả vào cho em. Đấy, cắm phập vào như này. Được chưa? Còn cái dây cuối cùng anh em hay thắc mắc nhiều nhất đó là dây đề mi nhé. Đó là dây đề mi này này, dây màu hồng này, dây màu hồng đề mi của đèn này. Thì anh em nhìn vào cái dây ở trên xe này cho em này, anh em nhìn này. Anh em tìm cho em cái dây màu nâu nhá, màu nâu một màu thôi nhá. Ở trên này nó sẽ có hai màu, anh em nhìn này. Một màu nâu sọc trắng thì không phải đâu nhá anh em nhá. Một màu nâu đúng một màu thôi nhá. Anh em rút rắc ra cho em. Đấy, rút rắc màu nâu ra này. Trên cái rắc này em sẽ có hai rắc bấm đi bấm lại này, bấm trả này. Anh em cắm vào một đầu, cắm vào đây này. Và một đầu còn lại anh em cắm cho em vào trong cái rắc mà vừa rút ra, rắc nâu ấy, vừa rút ra trên xe. Đấy, anh em cắm trả như này, được chưa? Còn cái rắc cuối cùng này thì là anh em sẽ cắm cho em vào cái đèn. Đấy, rắc đèn này. Ok chưa? Đấy, và bây giờ em test luôn cho anh em xem nhé. Cái xe này thì đã được chuyển điện bình rồi nhé. Anh em lưu ý cho em nhé. Tất cả các xe mà muốn lắp dòng bi cầu như này đều phải chuyển điện bình hết cho em nhé. Dòng dream này này, 1.5 này. Bật đề mi này. Bật đèn này. Pha cốt bình thường này. Ok chưa? Nó rất đơn giản đúng không anh em? Đấy, tắt đi này, bật đề mi này, bật đèn này, pha cốt này. Rồi, ok anh em nhé.